Khi mang thai, chế độ dinh dưỡng luôn là điều được các mẹ bầu quan tâm hàng đầu, đặc biệt là đối với các mẹ đang phải đối mặt với tình trạng tăng huyết áp. Nếu không lựa chọn những thực phẩm thích hợp thì rất có thể sẽ khiến tình trạng của bạn trở nên tệ hơn. Ngay sau đây, hãy cùng tìm hiểu những loại thực phẩm mà mẹ bầu cao huyết áp tuyệt đối nên tránh nhé. 1. Nội tạng động vật. Nội tạng động vật có chứa hàm lượng chất béo bão hòa và cholesterol cao hơn nhiều so với thịt. Khi nội tạng động vật được tiêu thụ nhiều sẽ làm tăng mỡ máu, có hại cho tim mạch và tăng huyết áp. Ngoài ra, nội tạng động vật không rõ nguồn gốc còn tiềm ẩn các nguy cơ gây bệnh ung thư, não, run sán, viêm cơ tim, viêm phổi. 2. Thịt nguội. Thịt nguội được chế biến sẵn là nguồn cung cấp natri dồi dào. Những loại thịt này thường được xử lý với ướp gia vị, bảo quản bằng muối. Một khẩu phần khoảng 60g của một số loại thịt nguội này có thể chứa tới 500mg natri trở lên. 3. Pizza. Tất cả các loại pizza đều là một lựa chọn không tốt cho những người đang theo dõi nồng độ natri trong cơ thể. Sự kết hợp giữa phô mai, thịt ướp muối, sốt cà chua và lớp vỏ làm tăng thêm rất nhiều muối. Đặc biệt, pizza đông lạnh lại càng nguy hiểm đối với các mẹ bị tăng huyết áp. Để duy trì hương vị trong pizza khi nó được nấu chín, các nhà sản xuất thường thêm rất nhiều muối. Một khẩu phần phô mai đông lạnh hoặc pizza thịt và phô mai có thể chứa hơn 700mg natri. Đôi khi nhiều hơn, lớp vỏ càng dày tương đương với việc bạn càng có nhiều lớp phủ phô mai, hàm lượng natri cũng theo đó càng tăng. 4. Mì gói. Đây chắc hẳn là món ăn yêu thích của rất nhiều người vì sự tiện lợi và rất đa dạng các loại để lựa chọn. Thế nhưng, đây là một trong những thực phẩm góp phần làm tăng huyết áp vì trong mì ăn liền chứa nhiều natri. Các mẹ bầu cơ thể thường xuyên bị mệt mỏi, nhưng đừng vì thế mà lười, lựa chọn mì gói là món ăn trong thực đơn hàng ngày nhé. 5. Mỡ động vật. Các mẹ bầu bị tăng huyết áp không nên ăn nhiều mỡ động vật. Tuy mỡ động vật rất cần thiết cho sự phát triển của cơ thể, nhưng ăn quá nhiều mỡ động vật sẽ gây nên các vấn đề về sức khỏe. Mỡ động vật và các loại thức ăn nhiều dầu mỡ khác chứa nhiều cholesterol làm tăng nguy cơ mắc cao huyết áp và các bệnh về tim mạch. 6. Đồ uống có cồn hoặc chất kích thích. Khi bị tăng huyết áp, không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, cà phê. Uống nhiều rượu bia quá cũng là yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch và tăng huyết áp. Những người thường xuyên phải dùng thuốc để điều trị tăng huyết áp thì không nên sử dụng rượu bia. Rượu bia sẽ làm mất tác dụng của thuốc hạ áp, làm cho bệnh nặng hơn. Ngoài ra, uống nhiều rượu bia còn gây xơ gan và các tổn thương khác cho hệ thần kinh. 7. Thực phẩm đóng hộp muối chua. Bất kỳ thực phẩm nào được bảo quản cũng cần đến muối. Điều này là do muối có khả năng ngăn chặn sự phân rã của thực phẩm. Vì thế, tất cả những thực phẩm đóng hộp hay rau củ muối càng để lâu trong hộp và bảo quản bằng chất lỏng, chúng càng thu được nhiều muối. Một miếng dưa muối có thể chứa tới 390mg natri. Chính vì vậy, mẹ bầu nên hạn chế sử dụng những thực phẩm này trong bữa ăn hàng ngày của mình. Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp chị em có thêm nhiều thông tin kiến thức hơn để lựa chọn những món ăn phù hợp. Một chế độ dinh dưỡng thích hợp trong thực đơn cho bà bầu bị cao huyết áp sẽ giúp mẹ ổn định sức khỏe của mình. Chúc các chị em luôn mạnh khỏe trong suốt quá trình mang thai.